Một ngày dỗi chồng. Em thử đặt mình vào địa vị của anh xem. Anh nói như thế, em không quan tâm gì tới anh vậy? Sao em không chịu hiểu anh một chút chứ? Anh tưởng em sung sướng lắm sao? Anh muốn là ta ngồi cùng nhau giải quyết từ từ mọi chuyện. Em không muốn, em chán lắm rồi. Em không muốn nghe gì nữa. Mẹ ơi, hôm nay con nấu món mẹ thích này. Cảm ơn con. Lộc nó đi làm về tới đâu rồi hả con? Con gọi cho nó chưa? Con chưa ạ. Chắc là sắp rồi. Mẹ, con về rồi ạ. Ừ, vào ăn cơm đi con. Hôm nay nhiều món ngon lắm đó. Ăn cơm đi các con. Dạ, con mời mẹ. Mẹ ăn cơm ạ. Xem ra chúng chiến tranh lạnh rồi. Mai cuối tuần hai đứa sắp xếp thời gian đi Mai Châu một chuyến đi. Mùa này hoa bắt đầu nở rồi đấy, đẹp lắm. Để khi khác mẹ ạ. À, tuần này con phải chạy tiến độ công việc nên không được nghỉ. Con cũng có hẹn gặp mấy thằng bạn rồi mẹ ạ. Ừ, vậy thôi, để khi khác cũng được. Mẹ à, con ra ngoài chạy bộ một lát. Ừ, con đi đi. Con ra ngoài chạy bộ vài vòng cùng vợ, hít thở không khí trong lành đi Lộc. Con mệt lắm, không đi đâu. Một tuần sau. Ôi! Mẹ, mỗi hôm mẹ toàn bày lọ hoa trên bàn ăn mà. Sao hôm nay lại đặt trên cửa sổ chứ? Lại đúng hôm trời mưa to gió lớn, suýt chút nữa thì nó đổ vỡ tan rồi. Mẹ cố tình để nó ở đó đó. Mẹ, sao lại thế ạ? Mẹ, sao cái bình quý như vậy mẹ lại để ra cửa sổ? Gió lớn là đổ vỡ mất chứ. Phải, nhưng mẹ thấy có những thứ còn quý hơn mà các con vẫn để ra trước gió lớn đấy thôi. Mẹ, mẹ nói gì thế? Bọn con không hiểu. Tình yêu, hôn nhân cũng giống như chiếc bình này, rất dễ rơi vỡ. Một khi đã vỡ thì khó có thể hàn gắn lại như cũ. Nếu các con chỉ vì lòng tự ái bản thân mà đem đặt tình yêu của mình trước gió lớn thì mẹ e sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi vỡ tan thôi. Mẹ biết hai đứa đã là người lớn, biết cách suy nghĩ chín chắn, biết điều gì là quan trọng nhất. Mẹ, chúng con hiểu rồi. Thực ra mỗi lần chúng con giận nhau đều vì những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt thôi. Nhưng đứa nào cũng cố chấp, hiếu thắng cho nên... Mẹ à, chúng con sẽ không khiến mẹ phải phiền lòng nữa đâu. Em nói là phải giữ lời đó nha. Cả anh nữa đó. Thôi được rồi, hai đứa ăn cơm đi. Mẹ, con mời mẹ. Miếng này phần cho vợ nè. Chuyện hàng phở. Mời mọi người vào trong ạ. Chúc mừng cháu khai trương cửa hàng nha. Ôi chú Bảy, quý hóa quá. Đường xá xa xôi mà chú lặn lội tới tận đây chúc mừng cháu, để cháu đưa chú tới gặp bố nha. Anh có thằng con trai khá quá, còn trẻ mà đã tự mình mở một cửa hàng phở hoành tráng thế này rồi. Chú cứ qua khen, thằng nhỏ nhà tôi còn phải học nhiều lắm. Anh cứ khiêm tốn quá, chứ tôi thấy còn trẻ như nó mà đã có cơ ngơi như này, chứng tỏ thực lực không phải dạng vừa đâu. Dựng nên thì dễ, còn để duy trì lâu dài lại là chuyện khác chú ạ. Bố lúc nào cũng coi mình như con nít vậy. Chết thật,
buôn bán thế này thì chết. Sao cửa hàng kia lại đông khách thế cơ chứ? Còn mới bước vào kinh doanh, trước tiên phải tìm hiểu tình hình xung quanh trước đã, rồi mới xét xem nên làm gì tiếp. Ôi trời, ai làm trò này thế không biết, ghê quá. Thôi, mình qua chỗ khác ăn vậy. Ừ, bên kia cũng có phở kìa anh, mình vào đó ăn tạm vậy. Chào anh chị ạ. À, cho hai bát tái lăng nha. Dạ, mời anh chị vào bàn ạ. À, cho tôi trả tiền bát phở của anh 30.000 ạ. À, ôi, rẻ hơn cửa hàng bên kia ha. Tôi ăn bên đó phải 40.000 một bát cơ. Vâng, phở nhà em giá cả phải chăng, chứ không lấy đắt đỏ của khách như bên kia đâu ạ. À, lần tới anh lại ghé quán em nha. Sự khách ở bên đấy chẳng mấy lại qua hết bên mình thôi. Vụ mắm tôm có phải do con làm không? Con không biết. Vụ hất mắm tôm vào hàng phở gia truyền đối diện cửa hàng ta đó. Con không biết. Tôi vừa nghe mẹ anh kêu áo anh ngâm trong chậu có mùi mắm tôm, chắc chắn là anh đã làm cái chuyện khốn nạn đấy. Ừ, thì con làm đấy. Không làm vậy để cửa hàng ế lội ra. Chán ơi là chán, còn với chả cái. Bố muốn anh xem xét tình hình buôn bán quanh phố, chứ có xúi anh làm mấy cái trò bẩn thỉu đấy đâu. Ừ, thì con bẩn thỉu đấy, ít nhất cũng kéo khách về với cửa hàng ta. Bố thì lúc nào cũng coi con như trẻ nít thôi. Tại sao chứ? Rõ ràng mình đã để giá rẻ hơn, vậy mà sao khách vừa thấy cửa hàng bên đó mở lại đã lại bỏ cửa hàng mình rồi. Con vẫn giận bố chuyện hôm trước hả? Bố cũng chỉ là muốn tốt cho con. Con chắc cũng sắp đóng cửa hàng thôi bố ạ. À, con đã làm mọi cách để kéo khách sang bên này rồi mà vẫn không ăn thua gì hết. Thời buổi bây giờ người ta ăn tinh lắm con ạ. À, hàng có ngon mới hút khách được. Nhưng phở nhà mình rất ngon mà bố, chính bố cũng được thưởng thức rồi đấy thôi. Chính suy nghĩ đấy của con đang cản trở việc kinh doanh. Người xưa đã có câu biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Con hãy nghĩ kỹ câu này rồi áp dụng vào việc kinh doanh của mình đi. Ghế này đã có ai ngồi chưa cụ? Không có ai đâu, cậu cứ ngồi tự nhiên. Cô cho tôi bắt tái lăng nha. Dạ vâng ạ. À, dạ, cụ chắc người ở đây phải không ạ? Vâng, tôi ở cách đây vài nhà, là khách ruột của cửa hàng phở này đấy. Nãy cháu đi qua quán phở lăng bên kia tính rẽ vào, nhưng thấy vắng quá nên lượn xuống đây thì gặp quán này. Khách ra vào tấp nập luôn. Ôi trời ơi, cái quán đó tôi ăn rồi, bánh phở cứng lắm, không thể đọ được với sợi phở ở đây đâu. Cảm ơn cô. Quả nhiên bánh phở hàng này ăn rất ngon, sợi mềm, nước dùng cũng vừa vị nữa. Cậu thấy chưa, tôi đã bảo mà, khách hàng người ta tin lắm, quán làm ngon là đông khách ngay. Cậu không biết chứ à, hôm trước còn có kẻ xấu ném mắm tôm, khiến cửa hàng này phải đóng cửa mấy hôm đấy. Nhưng làm sao hại người ta được cơ chứ, hàng ngon chuẩn thì khách lại đến đông thôi. Này, con thử qua cửa hàng đối diện ăn phở bố ạ. À, nhìn con tươi tỉnh thế kia, chắc là khám phá ra điều gì rồi phải không? Vâng bố ạ, à, qua câu chuyện với một cụ già, con đã nhận ra sợi phở nhà mình chưa được ngon. Con đang tính tìm nơi cung cấp bánh phở khác tốt hơn để cải thiện chất lượng phở nhà mình. Trong kinh doanh không chỉ cứ chăm chăm lo cho mình được, còn phải tìm hiểu xem đối thủ cạnh tranh họ làm ăn ra sao, từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm của mình ngày một tốt hơn con ạ. Vâng, con đã hiểu rồi bố ạ. Vài tuần sau, tình hình kinh doanh ở cửa hàng ta đã cải thiện hơn rồi bố ạ. Từ khi con tìm nhà cung cấp bánh phở mới,
lượng khách tới cửa hàng đã tốt hơn nhiều so với trước kia rồi bố. Lúc trước con cứ nghĩ là mình đã đủ kinh nghiệm để quản lý cửa hàng phở, nhưng qua sự việc vừa rồi con thấy còn phải học hỏi nhiều lắm bố ạ. À. Con nghĩ được vậy là tốt, việc học không bao giờ là đủ con trai ạ. À. Chúng ta phải học cả đời, học từ nhiều nguồn, kể cả từ chính đối thủ của mình. Mối tình căm. Bộ phim được xây dựng dựa trên giai thoại về mối tình đơn phương của chàng thi sĩ Hàn Mặc Tử và người con gái xứ Huế là Hoàng Cúc. Và đây cũng chính là nguồn cảm hứng để ra đời bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ năm 1938. Họ Huế hay quá. Có hay bằng người con gái Huế không? Họ Huế cũng như người con gái Huế, khi nào cũng đẹp. Chẳng vậy mà người ta vẫn nói gặp con gái Huế bước đi không đành đó thôi. Ấy vậy mà anh lại bỏ Huế mà đi đấy. Má ơi, anh chị ơi, Út ơi. Sao không nhắn anh hai con ra đón? Đi xe phu làm gì cho vất vả. Quê mình thay đổi nhiều quá má ha. Nhưng có một mùi vị vẫn không thay đổi, đó là cái vị cá bóng kho tiêu, đúng không má? Sao quê bao nhiêu năm mà chú vẫn nhớ vị này sao? Má bảo chú thích ăn món này từ bé, đêm nay biết chú về, má tận tay xuống bếp làm cho đấy. Hồ sơ du học của chú thế nào rồi? Dạ, xong xuôi hết rồi. Em đã nằm trong danh sách những người sang Pháp du học, nhưng thời gian còn khá dài nên em về đây xin việc và chờ ngày đi ạ. Ừ, vậy quá tốt rồi. Thế chú định xin làm ở đâu? Dạ, em định vào sở Đạt Điền. Em có người quen giới thiệu, bên ấy đang cần tuyển người ạ. Nhà ông giám đốc sở Đạt Điền gần nhà mình đó hả? Ôi, tôi lại quen cậu cháu ông ấy đấy. Có gì để tôi hỏi giúp chú cho. Tốt quá rồi, vậy phen này em nhờ anh nha. Nè, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Có tiếng đàn tranh hòa với giọng ca Huế khiến anh đi không đành. Anh biết để ý thật đó. Đó là nhà của cụ Hoàng Tùng, giám đốc sở Đạt Điền Quy Nhơn đó. Người con gái kia là con của cụ, ca hay, đàn giỏi, tài cát lắm, đã khói anh tương tư rồi. Đây là ái nữ của bác tôi, tên Hoàng Cúc. À, mời anh với hai cậu vào nhà uống nước thắm giọng ạ. À. Dạ, con chào chú. Thưa chú, đây là cậu Trọng Trí, con trai ông Văn Toản, cũng là em trai của anh bạn con, vừa học ở Belarin Huế ra, đang trong thời gian chờ gọi sang Pháp học, nên muốn xin bác cho làm việc ở sở ạ. Ta cũng sắp về hưu rồi, nên cũng đang cần người cán đáng công việc cùng. Có con cụ Toản về phụ thì tốt quá rồi. Dạ, tha tạ chú ạ. À, mà cũng hay, cậu từ đây vào Huế học, tôi thì từ Huế ra đây làm việc. Huế là nơi sơn thủy hữu tình, còn Quy Nhơn là nơi thơ ca thượng võ. Thế cậu có biết làm thơ không? Dạ, cháu mới chỉ võ vẽ thôi ạ. À. Bạn con, anh Mộng Châu, chủ sĩ hội quán, là anh ruột của Trí đó bác. Thế thì sớm muộn gì cậu cũng có duyên với thơ ca thôi. Thức khuya, non sông bốn mặt ngủ mơ màng, thức chỉ mình ta dạ chẳng an. Bóng nguyệt leo sông sờ sẫm gối,
gió thu lọt cửa cọ mài chăn. Khóc dùm thân thế hoa rơi lệ, buồn giúp công danh dế vào đàn, trở chạy nôm na vài điều cũ, đầm cành tâm sự vẫn chưa tàn. Các cháu có biết phong trần là bút danh của ai không? Dạ không thưa bác, nhưng có chuyện gì vậy ạ? Phong trần là tác giả của bài thơ này, vừa được đăng trên báo, mà lại được chính cụ Phan giới thiệu, nên bác khá ấn tượng. Thế các cháu không biết tác giả này à? Dạ, đó là bút danh của cháu ạ. Tốt, tốt lắm. Nhưng mà tại sao cậu lại lấy bút danh phong trần? Cậu không sợ cái tên nó ám vào đời cậu sao? Hay tâm hồn nghệ sĩ của cậu đào hoa lãng mạn như gần gió nhỉ? Thích trồng hoa cúc để xem chơi, cúc ngó đơn sơ lắm mặn mòi, đêm vắng gần kề sai chén nguyệt, vườn thu vắng vẻ đủ mua vui. Thì ra có người đang tương tư chị tôi. Bảo sao ý thơ da viết thế? Tôi đàn ông gì mà nhát thế, mạnh mẽ lên chứ. Có người mê tiếng đàn của chị, người đó làm nhiều thơ về chị lắm, nhưng không dám tặng cho chị, mà chỉ đọc cho chúng em nghe mà thôi. Quê mùa như tôi á, ai mà mê được chứ. Ấy thế mà chị làm người ta thao thức ngẩn ngơ cả đêm lẫn ngày đó. Con chào bác, em chào anh chị. Hoàng Cúc đi dạo hả con? Hôm nào rảnh sang nhà bác chơi nha. Tiến là hàng xóm mà ít khi thấy con đi đâu quá. Dạ vâng ạ, giờ con xin phép bác. Em xin phép anh chị ạ. Nhà ai mà cưới được cô ấy làm dâu á, hẳn là có phúc lắm. Vừa lễ phép lại ngoan hiền nữa. Vậy nên con trai má mới tối ngày thẫn thơ đó. Cháu đã bị gạch tên khỏi danh sách du học sinh sang Pháp năm nay rồi. Bác thực sự tiếc và chia buồn cùng cháu. Nhưng lý do là gì thưa bác? Bởi vì họ biết cháu có quan hệ thân thiết với cụ Phan, mà cụ Phan có vấn đề tế nhị với Pháp như thế nào, chắc cháu cũng biết rồi đấy. Nên không còn cách nào khác. Anh Trí đi đâu mà thẫn thờ thế? Anh biết tin gì chưa? Gia đình bác tôi chuẩn bị về Huế sống đó. Thế còn Hoàng Cúc? Tôi đã đưa tập thơ của anh cho chị ấy rồi, nhưng chị ấy lưỡng lự rồi kiên quyết từ chối nhận. Nên thôi, anh cho tôi xin được trả lại nha. Tôi biết mà, tôi chỉ là hàng sĩ nên chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng thôi. Con theo cha ra đây từ năm 10 tuổi tới giờ, biết bao thứ để con gắn bó. Nhưng dù sao, ta cũng phải về nơi ta sinh thôi con à. Hay cha cho phép con được ở lại đây có được không cha? Làm sao cha để con ở đây một thân một mình được? Biết con còn nhiều luyến lưu, cha sẽ cho con một tháng thu xếp mọi thứ, rồi về đó với cha. Là mấy tên thi sĩ gàn dở, yêu đương cho đã rồi làm khổ cả mọi người thế này. Chị nói vậy sao được, chú ấy bỏ đi có thể vì bất mãn cả chuyện du học nữa. Một năm sau. Má ơi. Ôi, má giận cậu lắm á. Tại sao cậu bỏ đi mà không một lá thư thăm hỏi má vậy? Má ơi, con biết sai rồi. Con về với má rồi đây. Má đừng giận con nữa nha. Hả? Trời ơi, con à. Con bị sao thế này hả? Con chỉ bị dị ứng thôi má. Con đã uống thuốc rồi, chắc vài bữa nữa sẽ khỏi thôi.
Cậu đừng có chủ quan, đây không vết gì ấn thường đâu nha. Tôi thấy da cậu bong tróc ra hết rồi kìa. Thôi thôi thôi, mày đừng có nói bậy. Má đưa thằng Trí vào trại phong đi má ơi, nghe người ta nói rác tai lắm. Còn nói cái gì vậy? Thì má ra ngoài kia mà nghe đi, người ta đồn má có thằng con trai gàn dở, bây giờ lại thêm cùi phong nữa, nhục nhã lắm má. Với lại cứ thế này bệnh tình sẽ chẳng khá hơn được đâu. Thưa bà, cán hộ dân quanh đây phản ánh cậu Trí nhà mình mắc bệnh truyền nhiễm, đề nghị gia đình hợp tác đưa cậu ấy tới trại phong để chữa trị và cũng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Các cậu đừng có nói dối, con trai của tôi đang khỏe mạnh mà ai lỡ đồn ác như vậy hả? Các cậu về giùm cho đi. Mong gia đình hợp tác, bằng không chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Bác ơi, chị ơi, cậu vào khi nào vậy? Sao không báo cho bác biết? Anh Trí vẫn chưa quên được chị. Cớ sao người ta lại hững hờ đến như vậy? Anh Trí đang được cách ly ở trại phong Quy Hòa, anh ấy mặc cảm và cô đơn lắm. Bây giờ chỉ cần một an ủi nhỏ cũng ấm lòng chị à. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu, hoa bắp lay. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Bờ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.